Sài Gòn Lab chào các bạn. Hôm nay Sài Gòn Lab giới thiệu với các bạn model Veo S22 đời mới nhất 2011, dùng xe mua sang hybrid có thiết kế đời mới, có cùng kích thước 14-16.4 inch. Bây giờ các bạn thấy đây là phần cạnh bên của máy, có tên và số series. Cạnh còn lại bên và đây mặt trước với logo Blu-ray, máy được trang hai ổ Blu-ray, và đây là tem của máy. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui thùng. Đây, đầu tiên là bên 6 cell. Đây là hộp phụ kiện của máy. Ở trong hộp phụ kiện có adapter. Adapter này lớn hơn hẳn so với adapter S đời trước. Công suất là 150W. Đời cũ chỉ là công suất 120W thôi. Này cung cấp đủ cho máy sử dụng coi bài gần mới, cạc rồi 1GB. Ở đây có các sách hướng dẫn kèm theo và dây nguồn. Đây là máy, máy còn nguyên siêu bình thường. Và các bạn thấy máy có thiết kế vuông vắn, góc cạnh hơn lần trước rất là nhiều. Đưa rồi gì cả. Về mặt dưới như bạn thấy, ở đây cạnh bên mình sẽ giới thiệu sơ qua các cổng. Ở đây có cổng cắm nguồn, khe tản nhiệt, cổng Vega để xuất ra máy chiếu, cổng HDMI để xuất ra màn hình Full HD, cổng hành lang và hai cổng USB 3.0 có đặc trưng màu xanh. Ở đây mặt trước, ở đây có cổng IEEE 1394, công tắc Wi-Fi, khe đọc thẻ nhớ. Ở cạnh bên, hai tắc audio, khe USB 2.0 và đây là ổ Blu-ray. Ở đây ổ Blu-ray của Sony thì không có ký hiệu nào lên đây cả, tuy nhiên mặt trong sẽ có tem Blu-ray. Ở đây cạnh sau, đây các bạn thấy, ở đây máy có bàn phím chip LED, thuốc bát nhám, các đèn báo hiệu. Và đây bên này có tem chứng nhận Full HD, tem Digistar, các đồ họa, tem Windows 7, Soi 7 và đây là biểu tượng Blu-ray. Ở phía trên đây có các phím cảm ứng, play, chuyển bài và stop, và các bàn phím với các ký hiệu sáng tối âm lượng. Và đây nút nguồn. Ở đây màn hình Full HD. Chào các bạn. Đây tổng thể của máy.